Dự đây sẽ là series cuối cùng mà Mai thu hoạch rau quả trong vườn. Tưởng không nhiều mà nhiều không tưởng là có thiệt nha cô chú anh chị. Mọi người sắn cái quần lên, cùng Mai ra vườn thu hoạch nốt chỗ rau củ quả vô, chứ để không nó rụng thì tiếc quá chừng luôn á nha. Hello, xin chào cả nhà, Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Buổi sáng thức dậy rồi, bây giờ mình chuẩn bị đồ ăn sáng. Ông xã Mai ông nói là anh muốn ăn hủ tiếu. Mai ok, hủ tiếu thì tại vì hôm bữa dạ Mai có mua cái tô hủ tiếu mang về đó cô chú anh chị, thì hôm nay sẵn tiện nè hâm lại luôn ha. Mai thì sẽ hâm bún bò cho Mai, còn hủ tiếu thì cho ông xã Mai ha. Bún Mai đã hâm lại rồi cả nhà, thịt bò thì gần như lúc nào cũng có sẵn trong tủ. Mai hay mua cái thịt bò mà người ta thái miếng ra sẵn như thế này, lúc nào ăn chỉ cần để ra ngoài chút xíu rã đông là được rồi. Mai thì thích ăn thịt bò tái nên như vậy là chuẩn bài. Ngon nhất là chỗ rau thơm này đây cả nhà. Trời cứ se lạnh, có tô bún bò như thế này thì chuẩn bài, không có gì hơn luôn nha. Một nồi thì Mai đun nước hủ tiếu cho ông xã, một bên thì là nồi bún bò của mình. Nước hủ tiếu có chút xíu nên Mai để vào nồi kia thôi nha cả nhà. Đừng ai nhìn xong chửi Mai là cho chồng ăn ít, mà mình cả nồi to bự nha, bể tội Mai lắm. Đồ mình nấu và mình đi mua nó cũng khác nhau mà. Hủ tiếu sôi rồi, Mai đổ nước vô nè. Đây Mai sẽ bưng cái tô hủ tiếu này vô cho chồng Mai. Bây giờ thì tới tô bún bò của Mai. Hôm nay là chồng Mai ông bận á, nên thành ra là mình sẽ không có ăn chung với nhau. Mời cả nhà. Cũng ngon ha cả nhà ha. Đó, giá nè, thịt bò nè. Hấp dẫn, hấp dẫn. 20 minutes later. Đây Mai ăn xong rồi cả nhà. Một tô bún bò cho bữa sáng thì còn gì bằng ha. Chồng Mai thì có một tô hủ tiếu. Ở nhà nhưng mà cũng được ăn giống nhà hàng vậy đó. Cũng vui. Hay chồng Mai thì thường là ở nhà hết, còn đi đâu là rủ nhau đi chung. Chỉ trừ khi nào Mai đi chơi với bạn, hoặc chồng Mai có chuyện đi khách hàng, nhiều khi ổng còn rủ Mai đi nữa đó cả nha. Nhiều khi bởi vậy nói gặp nhau 24/24 mà sao có chán không á, cũng bình thường cả nhà, có gì đâu mà chán. Cả nhà có biết tại sao không chán không? Tại vì ổng làm việc của ổng, mình làm việc của mình, chứ đâu phải lúc nào cũng ngồi bên cạnh rồi nắm tay nhau 24 giờ đâu mà chán hay cả nhà ha. Nếu mà ngồi bên cạnh mà nắm tay nhau 24 giờ liên tục thì chắc chán chết thiệt á. Nhưng mà Mai thì được cái là Mai mà ở nhà thì ở nhà, nhưng mà Mai sẽ tự tìm công việc và tự tìm niềm vui cho Mai. Đó, giống như là Mai ra vườn, Mai tự tìm niềm vui cho mình, tự trồng bông trồng hoa, hoặc là tự đi vào bếp nấu món này món kia rồi quay video, hoặc là tự làm video quay, nói chuyện với mọi người. Nói chuyện với mọi người cũng đỡ chán ha. Chứ còn ổng thì ổng phải làm việc của ổng chứ không phải làm việc kiếm tiền, chứ phải ngồi trong phòng làm việc suốt vậy đó. Thỉnh thoảng ông chạy ra ông nói chuyện với mình mấy câu xong rồi ông lại quay lại ông phòng việc tiếp vậy thôi đó cả nhà. Nên là vợ chồng Mai mặc dù là ở nhà với nhau 24/24 mà ai cũng có niềm vui riêng hết á, nên không ai chán, ai cũng biết tự tìm niềm vui cho mình nên không có chán. Nó ăn xong thì bây giờ Mai sẽ dọn dẹp vậy thôi, rồi lại làm công việc YouTube của mình, rồi làm giấy tờ cho mấy mẹ con vậy đó. Đây cả nhà, sáng nay vô tình tìm được cái tai nghe này cả nhà thấy không, cái microphone, cái gọi là cái gì quên mổ rồi, cái ghi âm, cái mà để kết nối quay cho nó rõ âm thanh á cả nhà, rồi cái tai nghe của AirPods của Mai, cái gimbal này thấy không, gimbal để quay điện thoại. Trời ơi, đồ hàng thì cũng nhiều lắm nhưng mà không có xài thôi á cả nhà, tại vì cái này á mỗi lần quay á nó phải bật lên, với lại bây giờ Mai chưa có mua được cái này á, là không, cái này sử dụng cho iPhone 14 thôi, còn iPhone 15, 16 là không có nha, không có xài được cả nhà, nên Mai phải mua cái khác. Mai đem cái đó vô đưa cho chồng Mai, kêu chồng Mai order giùm mình. Chứ còn Mai thì mấy cái đồ mà máy tính này nọ dở lắm cả nhà. Dở lắm thiệt sự.
Chị biết ai hướng dẫn sao xài vậy thôi ha. Bây giờ để Mai cắm cái tai nghe microphone vô để trường hợp nếu mà mình có muốn quay cái gì mình ghi âm á thì mình quay ha. Chứ lâu quá không sử dụng. Cái này mắc lắm cả nhà. Cái này là Rode 2 nè. Cái này là hình như bộ này mới mua như 200 mấy hay nhiêu á. Đây, Mai đi bắt nồi cơm. Mới bắt nồi cơm. Dạ, yeah, ông xã Mai thì nói tối nay ông có coupon giảm giá. Coupon để đi steak Brazilian steak house. A few minutes later. Đây cả nhà, bây giờ thì hai vợ chồng Mai sẽ đi lên trường Ngân để đón Ngân. Tại hôm nay Ngân ở lại sau giờ để tham gia câu lạc bộ. Lâu lắm rồi mình không đi xe này, hôm nay đi xe này. Mà công nhận một điều á, khi mà mình lên xe xe xịn á cả nhà, cái mùi nó khác ha, cái mùi xe Bentley nó rất là thơm. Nó thơm hơn là những cái mùi xe khác, cái mùi da á cả nhà. Chồng Mai ổng ho, mà ho từ năm này qua năm khác các cả nhà, không phải là ho từ tháng này qua tháng khác đâu. Mà ổng nhất định là ổng không có bị bệnh, ổng chỉ bị giống như ho mãn tính vậy đó. Ổng đi khám bác sĩ rồi. Cái Mai, ổng nói với Mai là chắc là có thể ổng bị dị ứng với một cái gì đó thôi. Chắc là ổng dị ứng với công việc á. Một ngày nào đó nếu mà ổng đi tới một hòn đảo nào đó mà không có điện thoại, không có internet là ổng sẽ ở đó luôn, không có về nữa. Tại ổng không cần phải làm việc. No internet. Just like an old TV show called Gilligan's Island. Did you ever hear of it? No. Gilligan's Island. Find it on the internet. Ông nói là giống như là cái 7 people were shipwrecked on an island. Cái bộ phim mà gì đó. No lights, no phones, no motor cars. Not a single luxury. Bị no cell phones. 7 người bị tàu đắm vô cái hoang đảo ha. I'll bring my satellite phone. But I won't bring the charger. I'll only charge the cell phone. They have a lot of like wild animal there. They will chase you around. I'm the wild animal. I'll chase them. Mày you look like lunch. Trên cái hòn đảo đó sẽ có những cái động vật hoang dã sẽ dí ông chạy vòng vòng. Ông nói là ổng là động vật hoang dã thì có ổng nói là tụi nó nhìn giống bữa ăn trưa, giống bữa ăn tối. I'm gonna go from 4 cell phones, a satellite phone and a watch. Okay. You say no cell phone. No cell phones, no satellite phone. Không có điện thoại, không có đồng hồ, không có điện thoại vệ tinh luôn, không có gì hết. He already lied to me once about his name. His name is John. Like, your name is John. Scam gọi điện cho ổng lừa đảo cả nhà. John, hả? Sao mà nghe giọng người Ấn Độ mà nói tôi tên là John, ổng nói không, mày tên John thì tao tên Tom. He called the wrong guy. Từ nhỏ ở lại sau giờ học để chơi thể thao nhiều lắm luôn cả nhà. Nhìn trẻ trung khỏe khoắn và năng động quá trời. Cái ổng nó nói là bạn cái gì bill điện của bạn gì đó tụi lừa đảo nè. Cái chồng mới nói xin lỗi nha, tụi tao không có xài điện ở đây, đây tao không xài điện đâu. What's so funny? No, we don't have electricity here. Sorry, you called the wrong place. I don't know electricity here. Nó không có điện ở đây. Mày gọi lộn số rồi. Đó, thấy không, từ nhỏ nó đi về nè. Nói chung là từ ngày Ngân nó khá trầm tính nên nó tham gia mấy câu lạc bộ này mày thấy cũng ok. Vừa ra mà có cái vừa nhắn tin mới chịu. Hi. That'd be great. Wow. Did you wash your hands carefully? Ở trường nên ghê quá. What? Afterwards? Cô chính chị biết nó nói là nó nhắn tin giọng mày nó đang cầm con chuột. But they're rats. They're so cute. Yeah, they're so cute. Is it a white rat or the chuột bạch á? Honey, these are white mice. Yeah. Not a white rat, that white was mice. A rat. It was bigger than a mouse. What does this thing say? No, I think that the hamster, right? No, it was a rat. It's a rat. 15, 2, okay. 30, you're thinking of mouse. Thầy dạy cái môn she said it was a rat. I know, but mom, when she said white, she's thinking of a mouse. Cái môn về động vật á cả nhà, nên là đem tới trường hai cái con chuột. Tụi nó cầm, tụi nó cho uống sữa, tụi nó gì á. Ui, ghê quá. Dạ, phải kêu nó rửa tay mới được. Ôi, đẹp quá. Chồng ấy nói anh sẽ đi một... Oh my god. Một dòng cái blog đây. Để ổng xem đẹp nè. Alright, Nung. Ổng kiểu mai thôi. Save room for big dinner, okay? Nung Chow. Okay. Oh, I just got a video. Ê, bây giờ mình về đến nhà rồi. Cô chú chị đợi xíu muội đi học về nữa là gia đình Mai sẽ rủ nhau đi ăn cái steakhouse của Brazilian steakhouse, là cái steak mà của người Brazil cả nhà ha. Họ có cái buffet đó.
với họ cầm mấy cái cục steak đi vòng vòng á, mình ăn cái gì thì mình chỉ thì họ cắt ra cho mình đó. Vậy mà lỡ nấu cơm này nè, thôi kệ đi. Trong thời gian chờ con Mai đi học về thì thôi mời mọi người đi ra ngoài vườn coi thử coi khu vườn của Mai lâu quá rồi không có ra, bây giờ ra thử coi cả nhà ha, coi rau củ sao rồi, có gì để hái không thì thôi cũng phải mang một cái rổ ra chứ hỉ, lại đâu mình có gì mình hái sao. Đây rổ nhỏ nhỏ thôi, đợt này không còn gì nữa đâu. Mấy bữa rồi mày không ra đó cả nhà, tự nhiên thiếu đi một thú vui trong ngày, kể cũng buồn, mà buồn mấy ngày đầu thôi, tại trời lạnh lạnh mày cũng bị lười. Mai còn chưa trồng được cái hoa ngoài này nữa nè cô chú anh chị, thấy chưa, chưa trồng được luôn á. Khi nào xiên thì xiên lắm, mà lười thì cũng lười lắm nha. Có hai trái dưa hấu nữa nên là sẵn tiện đi ra coi hai trái dưa hấu coi sao. Thấy không, cái trái này nó bị khô rồi nè đó. Mày cũng biết là trái dưa hấu nó không có đậu đâu, thôi kệ. Ui, cà chua đây cả nhà. Mày biết rồi đó, thế nào cũng có cà chua tiếp ha. Có cà chua. Cà chua này ngon lắm nha, cà chua vàng. Mấy bữa nào mà trời ít có mưa thì nó không có bị nứt, trời mà mưa nhiều nó nứt hết trơn cà chua. Vẫn không có bỏ sót nha, tại vì công sức mình trồng một năm thì có quả thì mình cứ bẻ thôi, đúng không cả nhà. Chồng Mai thì đi ra khiêng sọt rác vô rồi. Có rau muống nữa nhưng mà không ăn rau muống. Trời ơi, cái cà chua cà chua sô-cô-la nè, nó rụng xuống đây cả nhà. Mai không có thích cái cà chua này lắm, nhưng mà thì có thì phải bẻ thôi. Hôm bữa Mai có chia sẻ về việc về Việt Nam đón ba mẹ qua thì cũng có nhiều cô chú anh chị kêu là Mai không về cũng được, thuê dịch vụ là được. Mai cảm ơn cả nhà đã quan tâm. Mai cũng biết chứ, nhưng mà Mai thấy không có yên tâm. Bố mẹ Mai cũng ít đi, nhưng chuyến bay dài như vậy có thuê thì cũng lo, nên thôi mình thu xếp được về đón bố mẹ là tốt nhất. Mai cũng phải cảm ơn ông xã rất là nhiều, vì lần này Mai về là ông phải lo cho mấy đứa nhỏ, từ ăn uống cho đến chuyện học hành, cũng thêm công việc cho ổng. Nhưng khi Mai nói thì chồng Mai lập tức bảo ok, ok vợ cứ đi đi, để chuyện ở nhà anh lo. Mai về thì cũng cỡ 3 tuần, cũng gần cả tháng đó trời. Nhưng trước nay chồng Mai cũng phụ Mai nhiều, phải nói là rất rất nhiều trong việc chăm hai đứa nhỏ, nên Mai cực kỳ yên tâm. Chỉ là ổng mệt thôi chứ còn lại không có gì hết trơn á. Hỏi gì nữa không ta? Chuyện như đây rồi nè cả nhà. Để Mai đi leo lên trên cây này. Mai hái. Trên này thì... Ủa sao nãy Mai đứng dưới thì Mai thấy, mà leo lên không thấy, nó vậy đó. Nhiều khi nó vậy đó. Phía sau này nữa nè. Mắc cười quá, cái mấy trái cà tím nè cả nhà, nhỏ như xíu à. Không bẻ luôn, để mày đi. Nó khô ra, khô rốc. Rau muống nè. Rau muống này ăn bún bò cũng được á ha, quên thì sáng mà. Ăn bún bò hái rau muống này vô ăn cũng được. Quên cả nhà. Giờ này ở trong nhà rất bên á, không có biết là ngoài vườn mình có cái gì không có nhớ. Ớt. Mày thấy ớt. Ớt đó chồng mày cũng thích ăn lắm. Hình như cái cây ớt này được có mấy trái chín mà đâu mất tiêu rồi. Đây. Đó. Bự vậy đó. Còn mấy trái xanh này chưa chín nè. Cũng chưa có chín cái nha. Chỉ có cà chua với lại ớt thôi.
rất là đây. Để mai qua dẫn mọi người xem hai trái dưa hấu. Hai trái dưa hấu này chắc cũng không ăn được rồi cả nhà ơi. Thấy nó có vẻ xốp, bèo èo ọt quá. Kệ nó đi, thì cứ để tới chừng nào hay chừng đó ha. Kệ nó đi. Coi mấy trái dưa hấu nó, à, mấy trái khẩu qua nó èo ụt nè. Cái này cái nước là đem về làm khẩu qua kho, đem đi kho thì được ha. Ôi, ở ngoài kia cũng có kìa. Thôi để mai hái luôn. Đây, khẩu qua nè. Cái này nè, nó bị hư hết trơn à. Cũng như nó không có bị đủ chất dinh dưỡng á. Mà cái túi nó đâu mà đủ chất dinh dưỡng, đất nó khô, ơi là khô luôn á. Mai hơi bị sai sót. Ai còn đây là mướp nè. Mướp nè. Mướp này giờ có nước nấu gì chứ còn đây nè, nó bự nè. Mai nó hay, mùa này là nó sẽ hay bị nó cũng không có bị ấy đâu, nhưng mà nó cũng ok, nó ăn cũng được các cả nhà. Đây nữa nè. Đây nữa nè. Mướp nhiều lắm nha. Nhưng mà không có ai ăn hết đó, thấy không? Nếu mà có bố mẹ mai ở đây thì giờ này vẫn còn ăn mướp được chứ bộ, phải không? Đó. Không quẻ hết trơn. Trời ơi, đây nè. Đó, mai hái được cái này rồi, mai đi ra ngoài. Không có. Rớt trái khổ qua. Không có tưới mà còn thành quả cỡ này đó cả nhà. U là trời nó nặng. Mà vẫn chưa xong đâu nha. Giờ mai ra bên ngoài thu hoạch chỗ cà chua đã. Thu hoạch vô cũng chưa biết nấu gì ăn. Nhưng để vậy nó rụng thì cũng tiếc lắm cơ. Thôi thì ít nhiều cũng công chăm bón của mình, nên mai sẽ thu hoạch hết vô. Đi ra hái mía mướp không ta? Có nên hái mướp vô không? Đây nè, khổ qua nè cả nhà. Đó. Nhưng mà thấy khổ qua nữa nè. Thấy không? Mướp nè. Mà không biết có ngon không nha. Nên không dám cho ai hết, tại sợ không ngon. Khổ qua nè. Dưa honeydew. Mai cũng hái cái trái này vô luôn. Già lắm rồi nha. Thấy không? Mướp nè. Không dám cho ai tại sợ nó không ngon thôi. Chứ nó ngon thì cũng cho chứ. Rồi quyết định hái hết mướp luôn ha. Chứ để hư cho nó già làm gì. Còn mấy trái nhỏ nhỏ với mấy trái già già không hái. Đây mai cũng quyết định hái rau muống vô. Để làm gì cả nhà biết không? Ăn bún bò. Ngày mai ăn bún bò ha. Quá trời. Rau muống. Ở bên Mỹ mà rau muống mắc lắm á cô chú anh chị. Không phải là chỉ riêng Mỹ không, mà mai thấy hình như là
tất cả các nước vùng lạnh, nước bên nước ngoài, nước châu Âu gì, rau muống đều mắc hết nha. Mắc thì mắc nhưng mà không phải là không ăn nổi, nhưng mà vẫn ăn nổi, mà nó chỉ là mắc hơn những cái rau khác thôi ha. Chứ phải mắc là mình không ăn nổi thì nói nghe hơi quá, mai không có nói như vậy ha. Đó. Trời ơi, đây nữa nè. Rất là nhiều. Cộng rau muống để lâu nó bự. 20 minutes later. Đây cả nhà, thành quả cuối mùa của Mai. Rau muống cũng quá trời luôn, cả nhà thấy không? Rau muống này thì ăn chắc mấy bữa mới hết quá. Này có một trái dưa lưới ha. Cái trái dưa honeydew. Rồi cà chua nè. Cái này thì chắc Mai luộc để Mai ăn ha. Cái khổ qua đó, luộc ăn với lại mắm ruốc hoặc là ăn sống cũng được. Với lại cái gì, cà, ớt, mướp. Trời ơi, cuối mùa mà thu hoạch được gì là quá đã này cả nhà ha. Cuối mùa đó. Quá trời ngon luôn nè. Cái bản mặt mẹt vô chung với một cái đống rau củ này, thành quả thiệt là tự hào. Này cả nhà, ông chồng này, ông ra ông ăn ớt. Are you from the garden today? Yes. So late in the season and still making vegetables? Yup. You like the pepper, huh? Ông chồng mày, ông rất thích cái ớt ở trong vườn nhà Mai. Tại nó giòn, mới thu hoạch xong nó rất là giòn, rất là ngọt luôn cả nhà. Tomato. Nó nhìn lạ quá. Ok. Đó, cả nhà thấy chưa, cuối mùa mà thu hoạch cũng vui ha. Thành quả cũng không có tệ chút xíu nào cả nhà ha. Cảm ơn các cô chú anh chị ngày hôm nay đã ra vườn chung với Mai. Không có gì làm thì mình lại ra vườn thôi. Khu vườn nhỏ này cũng là một tiếng nội dung rất là lớn trong kênh của Mai mà được rất là nhiều người yêu thích. Bản thân Mai cũng rất là yêu thích luôn. Là nhiều cô chú anh chị cũng có cùng sở thích với Mai, đó là sở thích làm vườn, trồng bông, trồng hoa. Cảm ơn cả nhà đã coi video ngày hôm nay của Mai. Xin chào tạm biệt mọi người và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Tạm biệt mọi người.